nhưng mà anh ngon ít chút, còn anh ngon nhiều chút. Đó là để thay lời cảm ơn các anh đề nghị mấy chị nữ chúng ta cho thêm tràng pháo tay nữa đi ạ. Mấy anh có muốn ý kiến gì, cảm nghĩ gì cái bữa nấu ăn hôm nay của mình không? Trước khi công bố, có cảm thấy hạnh phúc khi được nấu cho mấy chị không? Hôm nay là ngày 8 tháng 3, tôi xin có một đôi lời gửi đến chị em phụ nữ. Như chúng ta đã biết, nếu không có phụ nữ thì không có hành tinh này. Không có phụ nữ thì sẽ không có trái đất này. Và nếu không có phụ nữ thì sẽ không có chúng ta. Và nếu không có phụ nữ thì cuộc đời của mấy anh em mình vô vị lắm mấy anh em, đúng không? Vậy hôm nay tôi xin chúc tất cả những chị em đã có gia đình thì chúc hạnh phúc đầm ấm bên gia đình. Còn chị em đang yêu thì sẽ yêu hơn nữa. Và chị em nào chưa có tình yêu thì qua ngày hôm nay sẽ có một tình yêu tuyệt vời. Lời cuối cùng là xin chúc tất cả các chị em những lời chúc tốt đẹp nhất. Xin hết. Tôi xin nhường lời lại cho anh Cường công bố kết quả đi. Sau đây phần kết quả rất là hợp sau là những cái cuộc căng thẳng của ban giám khảo phải hết sức là vất vả và đã chọn ra được 5 đội và đấy là 4 cái giải trong cái cuộc hội thi nấu ăn ngày hôm nay. Và giải khuyến khích xin công bố đó là mời đại diện của đội thành phẩm 2 và thành phẩm 3. Giải khuyến khích hội thi nấu ăn. Và mời đội đạt giải 3, đó là đội bé bé của đây là đội sữa cá 3. Và giải nhì, trời ơi cái đội này nó nằm từ trên giải dưới quá. Giải nhì xin mời đại diện đội của phòng quản lý chất lượng. Và giải nhất hết sức hồi hộp anh em ơi. Ai đây? Hồi nãy không có đâu giải như thế này, ai đây? Xin công bố giải nhất của hội thi nấu ăn chào mừng ngày 8 tháng 3 hôm nay, đó là đội quả của hội thi nấu ăn hôm nay vì các anh rất là ngang tài ngang sức. Cuối cùng thì ban giám khảo quyết định cho thêm một giải nữa là một giải khuyến khích, thay vì ban đầu chúng ta có một giải là đề nghị chúng ta quan tâm. Và sau đây mời chị Sáu giám đốc công ty lên trao các cúp và các phần thưởng cho các đội. Xin mời chị. Có lẽ khuyến khích nào? Qua cái mà buổi thi nấu ăn này á, mình mỗi những cái rút kinh nghiệm ra đó là cái phần mà bài trí với cái phần thuyết minh á, cố gắng nếu lần sau mình có tổ chức thi á thì đề nghị anh các bạn là chuẩn bị kỹ cái này để mà cái buổi thi của mình á
ngoài cái yếu tố về vị ngon này kia cái nọ đó, còn cái bài trí rồi thuyết trình về món ăn được kia nó tổng điểm được nha. Cái này mấy anh em là có tổ chức làm sao thì lưu ý sẽ nó chuẩn bị kỹ cái này để cho cái điểm mình nó sẽ rồi tương đối nó cao hơn. Dự thi được hỗ trợ 200 ngàn dù đạt giải hay không đạt giải.